Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tôi Quay Online. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ có một video giới thiệu cho anh em một con game mobile. Nó cũng không phải là mới đâu, nhưng mà chắc là cũng không nhiều bạn biết đến. Thì con game này có tên gọi là Kỷ Nguyên Hoài Tặc, một con game có nội dung về bộ manga rất là nổi tiếng One Piece. Đây là một con game H5, các bạn có thể chơi trên trình duyệt web này, tải Kalen chơi trên PC này, và cũng như là tải file APK để chơi trên các thiết bị Android cũng như là giả lập Android. Đấy, thì gọi này đây là cái giao diện chính của con game Kỷ Nguyên Hải Tặc này. Chúng ta sẽ gặp lại được rất là nhiều những nhân vật nổi tiếng và quen thuộc ở trong One Piece. Đấy, ở trong con game này thì các bạn sẽ đóng vai một hải tặc và trong cái hành trình đi khám phá các đi tìm săn tìm kho báu. Rồi, đây là ở đây thì mình đang chơi cái phiên bản gọi là mini client, mình cài đặt ở trên máy tính và chơi. Thì chủ yếu thao tác của mình sẽ là chuột nha mọi người nhé. Con game này thuộc thể loại game đấu thẻ tướng và cách chơi cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đi chơi mộ nhân vật, xây dựng đội hình và tham gia những cái chuyến hành trình rất là thú vị, khám phá. Đây, ban đầu là mình đang ở level thấp, mình đang đi làm nhiệm vụ này. Đấy, hoàn thành các cái tính năng. Rồi, chúng ta có tính năng trận hình. Chúng ta sẽ có phần trận hình để đi kéo một đồng đội. Đây, chúng ta sẽ có tính năng trận hình nhá. Kéo đồng đội vào trận hình. Tối đa các bạn sẽ xây dựng tổ đội là 5 thành viên. Đấy. Chơi như những con game để tướng thôi. Ở đây thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp nha. Con game này thì đợt rồi thì nó vừa update phiên bản mới anh em ạ. Phiên bản mới này nó mang đến rất là nhiều nhân vật mới. Đấy, cái bản update này có tên gọi là Bí Mật Công Xưởng Smile. Đấy, và vừa ra mắt vào ngày 5 tháng 7 vừa qua. Khá đáng tiếc là mình chưa có cơ hội để trải nghiệm hết các cái tính năng của phiên bản mới này, bởi vì nó sẽ dành cho những cấp cao ấy. Con game này đang hiện tại thì mình thấy cũng rất đông người chơi, bởi vì là thứ nhất là như mình đã nói là game này về One Piece, thì là một tựa game mà và là một cái bộ truyện, một cái IP rất là nổi tiếng rồi. Fan của One Piece tại Việt Nam cực kỳ đông luôn. Đấy, cơ thể chiến đấu là đánh theo lượt nhá. Nhưng mà có một cái hay đó là các bạn thể tích hợp thời gian ấn hoàn thành luôn. Tức là game này thì nó sẽ không chú trọng về việc các bạn quan sát nhân vật chiến đấu đâu. Anh em để ấn nhanh nha, nó để kết thúc trận đấu nhanh, tiết kiệm rất thời gian rất là nhiều luôn. Nếu các bạn sẽ không tốn thời gian để gọi là quan sát nhân vật chiến đấu, các bạn hãy tăng tốc này hoặc là ấn phát hoàn thành nhanh luôn. Đấy, game này thì nó sẽ tập trung nhiều vào việc các bạn nâng cấp và phát triển nhân vật. Tuy nhiên là để có nhân vật thì anh em phải chiêu mộ rồi đúng không? Đấy, vào chiến đấu. Game này thì game 2D thôi. Hoàn thành. Tại mình không bật nhạc, mình sẽ về lồng nhạc, bởi vì là game này nó đang có bản nhạc Tết, mình sẽ bản quyền. Không hiểu tại sao vẫn còn nhạc Tết nữa. Chứ rồi túi đồ của mình đầy rồi anh em ạ. Từ mình sẽ phải đi mở túi đồ đã. Túi đồ đầy rồi. Làm sao để mở khóa ta? À đây, mình sẽ mở khóa ô ra. Đấy, mình sẽ mở ô túi ra, bởi vì là mình có rất nhiều vật phẩm ấy. Đấy, và mở đây các cái gói quà game nó tặng mình trong quá trình chơi đấy anh em. Mình cũng mới chơi con game này một xíu thôi nên mình cũng chưa nắm hết được. Nhưng mà mình thấy là cộng đồng con game này là có nhá, và cũng khá là trung thành. Đấy, với một con game H5 này thì các bạn khá là tiện, các bạn có thể chơi trên điện thoại hoặc là trên PC. Tất nhiên là với bạn nào dùng iOS thì nó hơi khó một tí, là anh em chịu khó chơi bằng điện thoại thôi hoặc là dùng giả lập thôi. Chứ còn là hiện tại mình thấy là game này thì mới chỉ có file APK thôi. Địa chỉ của con web này mình sẽ để ở phần mô tả nhé. Kỷ Nguyên Hải Tặc .com. Mình sẽ tấn công này. Chúng ta phải tấn công bên này trước. Cách chơi thì tương đối đơn giản. Với bạn nào mà hay chơi game thẻ tướng nhiều ấy, thì sẽ không khó làm quen với con game này đâu. Các bạn sẽ chỉ chịu khó làm quen với giao diện một chút thôi. Các tính năng cũng được hướng dẫn khá là kỹ. Ban đầu thì cứ chơi đơn giản như này. Chúng ta sẽ có quà phụ bản này, nhận thưởng, lĩnh quà. Ở đây là mình đang chơi phiên bản client PC nên là giao diện nó sẽ khác với phiên bản mobile mà anh em thường thấy nhá. Mình chưa test thử cái phiên bản APK xem nó như nào. Mình chơi bản bản mini client này thì nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, đi tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ. Cách chơi đơn giản lắm, giao diện thì cũng khá là dễ nhìn. Cái này bạn nào thích One Piece thì sẽ rất là thích. Chúng ta sẽ tiếp tục này. Đó, chúng ta sẽ đổi địa điểm, đi đến thôn Cối Xay Gió.
Hệ thống bản đồ game này cũng khá là đa dạng anh em ạ. Ở trong phiên bản update lần này thì mình thấy là game nó sẽ cập nhật rất là nhiều tướng mới. Tesoro này. Rồi cách chiêu mộ tướng thì các bạn đấy có thể đổi nguyên liệu hoặc là từ trung tâm đổi quà. Các cái shop đặc biệt sẽ có một số nhân vật đặc biệt thì mới có thể chiêu mộ được. Rồi chúng ta có Chopper S2, Sanji S2, Jinbe S2. Đấy, và game này thì nó sẽ có một số cái điều chỉnh về tướng nữa. Và sẽ có tính năng thuyền chính. Đây, thuyền chính này mở. Chúng ta sẽ tính năng đây, thuyền của bạn, các bạn có thể xây dựng nâng cấp. Khá là hay. Quay lại. Đấy, game trông đơn giản thôi nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ có một cái sự hấp dẫn riêng dành cho anh em game thủ. Ra khơi này. Có tính năng treo máy nhận quà luôn. Tức là các bạn để treo máy ngay cả khi các bạn offline để nhận quà. Nhưng mà có tính năng cảng. Đấy, các tính năng nó sẽ mở dần dần anh em ạ. Sẽ đi tự động tìm. Đấy, game hướng dẫn rất là kỹ luôn. Chúng ta rồi tiếp theo là tính năng bạn bè. Đấy, các bạn hãy kết bạn với người chơi khác. Nó nằm ở trong tính năng phần cộng đồng này. Thêm bạn bè. Cái này thì nó không có tính năng gọi là thêm nhanh, mà các bạn phải tìm chính xác bạn bè của mình ra. Đấy. Nhận nhiệm vụ mới này. Ok. Đấy. Ở trong phiên bản lần này thì cái tính năng nổi bật nhất ấy của con game Kỷ Nguyên Hải Tặc này đó là tính năng công xưởng Smile. Thì mình nói sơ qua thôi anh em nhé, bởi vì là mình cũng chưa mở được cái này thì phải level 125 cơ. Đấy, cái này phải level 125 thì mới mở ra thì mình cũng không có thời gian mình test được. Đại loại thì cái tính năng công xưởng Smile này thì sẽ cho phép là người chơi giành lấy cây Smile để thu thập tài nguyên theo thời gian. Đấy, thời gian diễn ra hoạt động này từ 18 giờ cho đến 18 giờ 30, thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Và nói chung là trong hoạt động này thì các bạn có thể phải đạt level 125 thì mới có thể tham gia qua cái phần bảng hoạt động ấy. Đấy, mỗi cây Smile thì có một cái NPC chiếm giữ và người chơi có thể khiêu chiến các NPC để sở hữu cây Smile và thu hoạch trái Smile. Đấy, tính năng thì có tổng cộng 5 bản đồ và 10 cây Smile theo các cấp độ khác nhau và các bạn nhận thưởng. Đấy, về cơ bản là như vậy thôi, còn cụ thể nhau thì các bạn để tự tay trải nghiệm rồi chơi nhá. Mình thì cũng nói sơ sơ qua các hoạt động thôi. Đấy, ngoài ra thì nó sau này thì nó sẽ có thêm rất là nhiều những cái tính năng mà hoạt động khác. Khá là nhiều hoạt động đấy, rồi dung hợp trái ác quỷ này, cập nhật thêm trong đội hình nhật ký hải tặc này, các cái trang bị mới, trang sức mới. Rồi có cả tính năng Haki Men nữa. Nâng cấp Haki lên từ giai 10 lên giai 11, nâng cấp Haki lên. Đó. Cái này thì phải cấp cao thì chúng ta mới trải nghiệm được. Ở đây thì khá đáng tiếc là mình không có tài khoản cấp cao nào. Mình không thể cho anh em chính xác được, nhưng mà đại loại thì bạn nào mà thích dạng game thẻ tướng mà kiểu về One Piece thì có thể thử qua con Kỷ Nguyên Hải Tặc này. Và đây là một con game H5, nhắc lại một con game H5 nhé, các bạn thể chơi trên dình duyệt web cũng như là cài mini clan hoặc là cài file APK. Đáng tiếc là game chưa có iOS thôi, nên là bạn nào dùng iOS thì chịu khó chơi trên PC hoặc là chơi trên trình duyệt điện thoại cũng được. Nhưng chắc là chơi vẫn được qua Safari ấy, vẫn chơi được vì game H5 mà khá là tiện. Đấy, bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Ở đây mình mới level 12 thôi, cái nhịp độ game này nó lên cấp rất là chậm chậm nhá. Nó không phải dạng quá là lên cấp nhanh thì khiến người chơi bị ngợp, nó chơi từ từ thôi. Cơ chế chơi thì nó cũng khá là đơn giản. Đấy, phù hợp với anh em nào mà thích cái dạng game thẻ tướng, có cách chơi đơn giản, dễ hiểu. Game này thì mình nghĩ là phần đông sẽ là những bạn nào fan của One Piece thì sẽ có cảm hứng và muốn chơi con game này. Đấy, vậy thôi, mình cũng giới thiệu nhanh qua sơ qua về cái phiên bản update mới này của con game Kỷ Nguyên Hải Tặc nhá, có tên gọi là Công Xưởng Smile. Nó mới update vào ngày 5 tháng 7 vừa qua. Đấy, hoàn thành nhanh. Đấy, rất là nhanh luôn. Ôi, túi đồ lại đầy rồi mọi người ạ. Úi dồi ôi. Chúng ta có thành viên mới này, chúng ta sẽ đi chiêu mộ. Chiêu mộ thêm thành viên mới. Đấy, mời vào tổ đội. Và hãy vào trận hình này. Chúng ta sẽ phải nâng cấp đội hình lên thì mới có thể... từ từ ạ, mình đầy túi đồ với anh em ơi.
anh em đợi tí nhé, mình sẽ cái này nó à cái này thay trang bị nhanh đúng không? À, mình từ từ mình kéo thả lắp trang bị mới đã. Đấy, lắp đồ cho trang cho nhân vật. Cách kéo thả nó thì nó sẽ không tiện như một số game khác là ấn một phát nó xong luôn. Và các bạn sẽ lắp từ từ. Ui, sao túi đồ nhiều nhỉ? Rất là nhiều gói quà luôn. Đấy. Rồi, tiếp tục đi trải nhiệm vụ nha. Đây, phải chơi từ từ thì mới hiểu anh em ạ. Thật ra thì nó cũng dễ hiểu thôi. Ta sẽ có tính năng mở phòng huấn luyện này, tàu chính. Chúng ta sẽ mở khóa cái tính năng phòng huấn luyện này và có thể huấn luyện nhanh các cái đồng đội của mình. Kéo vào đây, đó, kéo thả, xác nhận. Đấy, nó sẽ tự động cày luôn cho anh em, khá là tiện. Đấy, đây là cái giai đoạn tân thủ thôi, nên là các bạn, chúng ta sẽ biết chơi từ từ. À, nâng cấp đội hình này, đó, thì có thể có thêm thành viên. Đấy, như vậy tổ đội mình bây giờ đang có 3 thành viên rồi anh em ơi. Ok, thì như vậy là cậu Vàng cũng giới thiệu nhanh cho anh em về một tựa game đấu thẻ tướng H5 có tên là Kỷ Nguyên Hải Tặc nhé. Bạn nào mà quan tâm thì có thể chơi thử con game này. Con game này khá là tiện luôn, các bạn có thể chơi trên trình duyệt web, trên bằng cài lên PC cũng như là cài Fire APK trên điện thoại. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi bên này của cậu Vàng, và quý vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Tuk Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.